Hello, xin chào tất cả người anh em, những người bạn đã quay trở lại với kênh Free Fire của mình nha. Và video này chúng ta sẽ đi vòng vòng để review đồ chơi anh em nha. Mình thấy bên server của này, server của Indo đúng không? Server Indo anh em. Hồi nãy mình qua bên server kia nó cũng có bán bộ này, nhưng mà chắc lẽ là không im mà server Indo đâu. Để trận này mình sẽ đi quay combo skin xe mới anh em nha. Free Fire hợp tác với Lamborghini nha anh em ơi. Giờ chúng ta sẽ xem thử bên đây còn gì mới nữa không. Mình tính làm clip trên máy tính luôn rồi, nhưng hiện tại giờ bắn còn ngu lắm nha anh em, chưa làm được nha. Giờ hay bắn điện thoại anh em nha. Điện thoại bây giờ nó yếu lắm anh em ơi, bắn nhiều khi nó bị giật chết hoài luôn ấy. Đâu rồi, hồi nãy mình thấy thì bên đây nó cũng giống mình thôi, máy chủ đà đáng mà anh em. Thì ba nhân vật này bị giảm sức mạnh như là phân nửa luôn anh em nha. Mình có thông báo video trước rồi, cho nên thì anh em chắc cũng đã biết rồi đúng không. Đâu rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem thử đây anh em. Ở bên này nó có sự kiện FIFA hợp tác với Lamborghini lần 2 luôn nha anh em. Hổm lần 1 và lần này là lần nữa là 2 lần rồi đúng không anh em. Ở đây chúng ta sẽ có được một bộ đồ miễn phí anh em nha. Ủa gì vậy? Ở không có skin xe ta. Lúc trước cũng được chiếc xe màu xanh xanh mà sao giờ không có vậy? Ở đây chúng ta sẽ được cây M14 mặt quỷ, mặt nạ quỷ vĩnh viễn anh em, với hành động này. Hình như cây M14 mặt nạ quỷ này bên mình là đáng đã từng tặng miễn phí rồi, vĩnh viễn luôn nha anh em ơi. Bên đây nó mới tặng à. Vậy là còn bộ đồ này nữa. Bộ đồ đây nghe, 160 thỏi vàng ta sẽ nhận được bộ đồ này. Phong cách cũng đẹp ghê anh em, áo bóng đá nữa. Áo quần combo bóng đá phong cách thể thao anh em nha. Nhưng mà không có tặng chiếc xe nào cho người ta, hay là dài hơn mới ráng có chỉnh sửa gì lại cái kiểu không? Bình thường mới tặng một chiếc xe trong này chứ. Sao không thấy chiếc nào chơi nhiều bèo hơn sự kiện hợp tác lần đầu nữa hả anh em ơi? Đây, cây M4 đây, tăng 2 độ chính xác, 1 băng đạn và giảm tốc độ di chuyển anh em nha. Cái này nói chung thì nó đẹp rất đẹp, nhưng mà cái phần chỉ số nó cũng không mạnh lắm anh em, mà nó cũng bình thường thôi. Không có nổi mạnh nha anh em, như là hành động miễn phí này, hành động áo thực gia anh em nha. Hành động áo thực gia nha anh em. Còn gì nữa không? Này quán nước hả? Rồi hết này. Ê được 5 cái gì chứ tháng nữa có lý vậy, im thôi kệ anh em, lụm anh em nha. Đây, chúng ta sẽ vô vấn đề chính nha anh em. Đây là 4 skin xe mới anh em nha. Hiệu ứng chiếc xe đỏ khả năng cao là chiếc whip slip anh em, mà whip slip chẳng phải lo. 231 là gì ta? 231 luôn anh em ơi. 300, 300, 200 với 200. Những chiếc xe đen là chiếc xe sida nhất. Và khả năng cao chiếc đen là tặng cho anh em miễn phí ra rồi. Đi đặt đưa vô quay nữa anh em ơi. Dùng quay tổ ong anh em biết rồi, cứu lừa từ trước tới giờ mà. Nhưng mà bên xe Endo mình vẫn tin một cái may mắn nào đó đến từ quý chiếu mình nha anh em. Đây chính là chiếc xe đen kế tiếp anh em. Tăng tốc độ tăng tốc anh em nha. Sát thương này, sát thương với lại là giảm điều khiển anh em ạ. Đây chiếc xe màu vàng. Vậy chiếc xe đỏ là xe whip nhất anh em. Xe đỏ là xe đẹp mà lại là whip nhất anh em nha. Hiệu ứng nó không có đẹp bằng chiếc xe vô hổm xe màu vàng kia, nó có hai cánh nó xè ra luôn anh em ạ. Âm thanh đâu có kiểu nó đổi, không biết cái chiếc này nó trong trận nó có đổi âm thanh không ta, không biết có đổi âm thanh không nữa anh em. Nhà âm thanh nghe lúc trước sướng lắm anh em nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay thử 141kc, hy vọng sẽ trúng anh em nha. Bên xe của Ando mình nghi khả năng cao có thể trúng trực tiếp được chiếc xe nha anh em ơi. Trúng khả năng cao là một chiếc thôi chứ không trúng nhiều đâu. Đây, một phát đầu tiên cho cái quần quay tổ ong, chớp ở giữa đâu. Rồi 5 phát ngẫm 39kc, nguy hiệu bò tót luôn nha anh em ơi. Quẹo lửa lên em ơi quẹo á. Một chiếc anh em trúng chiếc màu vàng rồi em ơi. Whip slip rồi, đây rồi anh em, trời ơi đây rồi. Aguantado luôn mới ghê chứ anh em ơi, có lý liền anh em, có lý nha. Quá im luôn anh em, một chiếc xe đủ rồi, đủ vốn anh em, lỡ làm thử cái đâu lại trúng chiếc màu đỏ luôn chừng nữa. Chắc là đáng đang nói trong bụng có cái nhịp nên nha. Có cái nhịp. Em có xe review là được rồi, 141kc anh em, không đến nỗi nào anh em nha. Rồi, chúng ta đã lấy được một chiếc xe Aguitado luôn mới ghê chứ anh em ơi. Giờ vô trận thử xem hiệu ứng âm thanh đâu có kiểu nó có thay đổi con khỉ gì không đây anh em. Đâu rồi em yêu. Phương tiện, đây nó đây anh em. Ủa không có tặng chiếc xe này nữa đâu, có tặng chiếc màu đen free mình tặng luôn anh em ơi. Chiếc này tăng 2 sát thương anh em. Tăng 2 sát thương, ủa gì cán khả năng cao là phê ta. Cán phê không anh em, cán cá chết luôn không chừng, không biết cán chết không nữa. Ui hiệu ứng ghê á, hiệu ứng quá trời đằng đít luôn, nhưng mà hiệu ứng vàng quá chừng luôn. Qua wow, ngầu đái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp kỹ năng của Misa để vô làm thử một trận với chiếc xe này coi anh em, để xem hai sát thương này. Ui cái có chết thằng không anh em nha. Ui cái chết thằng nữa, nó lại im chứ anh em. Không biết chiếc xe này âm thanh trong trận nó có thay đổi gì không ta. Yo, thế là làm ngay cho mình một trận luôn nha anh em ơi. Mình đã chim ngắn quá cho nên không thể nhảy tới cổng trời được nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ vô đã. Đây có cây Ska đầu tiên rồi. Cái Indo Sida nhưng skin súng mình cũng xi măng luôn anh em nha. Đúng rồi, kiểu cũng xịn nha anh em. Mấy súng chế tác được level 4 chân anh em, có cây level 6 nữa. Nhiều khi lúc trước nó có sự kiện giảm giá rồi, các kiểu mấy số quần bí nó mới bán những nguy hiệu nâng cấp anh em nha.
Bây giờ nó cũng bán nhưng mà khéo kiểu nó cũng không im như thời xưa anh em ạ. Rồi, quá gì tính chân ngày nay mà 70 đây rồi. Đâu, ở đâu có đó gà, ở đâu có công an, qua Trung Quốc nhau rồi. Nè, chị gái đây rồi. Chị gái đây rồi, chị gái. Ui, một con cấp 7 đây rồi, lâu quá không bắn anh em. Thôi lỡ dần này bắn thử vài ngao coi như thế nào đây anh em, có lý liền. Đâu vậy, quá gì tiếng chân chạy bên đây. Ê, nè, dân chơi. Dân chơi, một thằng, ủa thằng đít. Thằng đít, ủa đâu đây không nổi. Qua bên tay phải mình còn thằng nữa nha anh em. Thôi nhưng thôi mình bước về sau đã, còn thằng cơ ho kia nữa. Đâu, xin mặt đẹp trai của anh cái coi. Ủa, bên đó mình nghe có gần tướng hướng bắn bên đó mà, nãy đứng chỗ đó đấy anh em ơi. Sao giờ hết nghe gì rồi. Gắn nhanh lần kiếm chiếc xe nha em. Trong thời gian nội bộ đục đục của anh em nha. Quang ăn thua trận này vẫn là chiếc xe là tất cả anh em nha. Chứ bắn cho đẻ, giờ không có chiếc xe cũng như không à anh em à. Biết đổi con khỉ gì đây anh em. Giờ trong đây không đổi được xí quẻ nha, mọi lần cứ mở đổi đúng xí quẻ để hit anh em à. Giờ không cho đổi nữa, ui thanh niên quất trên nóc nhà rồi. Có số lượng bắn lên nóc nhà liên tục ơi. Ở đây có chiếc xe không? Rồi không có luôn rồi. Xui dưới ta. Mấy cái chỗ này có chiếc xe chắc hình nhưng mà đâu có anh em nha. Để mình đi kiếm chỗ khác coi anh em coi nó xuất hiện không. Rồi, quất rồi, đúng rồi, ừ đúng rồi. Đây. Đúng rồi, nó phải vậy chứ anh em. Qua đã kill luôn anh em ơi, trước khi lượm được xe chúng ta đã quất được 4 kill, khá là ấm lòng chiến sĩ rồi. Còn thằng cơ hoa chạy qua đây nữa, thôi lỡ đâu em băng phước cho anh luôn cho rồi đi, chứ anh di chuyển làm gì không biết nữa à, đâu đây. Em sẽ đưa anh về nơi ăn nghỉ cuối cùng luôn. Ủa đâu rồi ta, thanh niên chạy đã mất dép rồi. Rồi bỏ đi, giờ quăng ăn thua mình phải đi kiếm nhanh chiếc xe anh em nhé, để hồi nó lưu một cái nữa, khổ nữa anh em ơi. Phải kiếm nhanh chiếc xe review cho anh em xem hiệu ứng trong trận coi nó ngầu như nào đây anh em, với là âm thanh đổ kiểu anh biết anh ráng có đổi không nữa anh em ơi. Thôi lỡ rồi mình sẽ đu cám dưới luôn anh em, liều không? Liều thì ăn nhiều anh em nhé, ra xã hội làm ăn buôn chạy mà anh em, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Quả này liều chắc ăn đạn quá anh em ạ. Ê có con địch luôn kìa, ui nó kìa. Ê thanh niên, gọi di chuyển qua bên kia rồi. Ui thằng địch, ui sao mà chết mình luôn rồi. Ê hello anh ơi. Ui anh đậu chích neon. Anh đậu chích ở đậu chích bóng tối. Ui ghê ông nội, làm xử lý đừng làm rung chứ. Cái đây solo nào, come on baby. Come on, ui không được rồi. Quá wow, kèo này hơi khó nha anh em, kèo này quá cần hôm đấy, thằng này nó tỉnh quá anh em ơi. Bây giờ để mình xem coi chiến thuật như thế nào đã anh em. Chúng ta cực kỳ nhá, cái chính là giường không nhà trống anh em nha. Là không còn gì trong nhà luôn anh em, mà lỡ mình đi luôn nha. Rồi, thanh niên chạy qua nhà rồi. Ủa thanh niên chạy qua nhà gà rồi. Đứng ở chân chỗ rào kìa, ra đây nào em yêu. Solo bùa đâu nào, come on. Come on, ui 100 mấy máu rồi anh em ơi. Nó chỉ còn nửa cây máu thôi. Lỡ rồi. Đã lỡ nghèo rồi. Chơi luôn anh em à, bật hộ không lên cho chắc đã anh em quên nữa. Rồi chạy đâu rồi, ui chạy nhanh. Chạy nhanh đấy, qua đây mày. Ui da, hình như nó chui vô cái chuồng cái gì rồi anh em à. Thằng cơ hội là tỉnh nha. Nó chui vô cái chuồng rồi. Đây để em vô động phòng nhanh luôn, cởi quần chưa anh ơi. Nhanh đây, quần em đang rách sẵn luôn này, lỡ vô lụm luôn nha anh ơi. Chắc chắn 99.9% nó trốn cái lỗ này, trốn đâu chân anh em à. Nó không chịu ra anh em, bây giờ mình phải vũ khỉ ăn chuối mới được anh em nha. Không chịu ra thì đâu vô. Đây em yêu, đi đâu, trời ơi có lý quá anh em ơi. Thôi kệ vậy cũng được rồi anh em, thì cũng được rồi, ấm đồng chiến chỉ rồi. Tiếp tục nha anh em ơi, bản đồ cũng đông lắm nha. Trận này từ cuối thì đến cuối các bạn mình sẽ bắn nhiệt tình mới được anh em nha. Rồi không có chiếc xe kia rồi anh em, thôi để mình lấy chiếc xe này mình chạy vòng vòng mình đi kiếm chiếc xe kia cho nó đỡ anh em nha. Đi bộ lâu lắm anh em ơi, có không? Rồi luôn chiếc xe túc túc luôn. Ở đây thì khả năng cao trước cái xưởng cơ khí chúng ta sẽ có một cái chỗ xuất hiện xe nữa anh em nha. Ở đây cũng có thể xuất hiện chiếc xe này nhưng mà nhìn xa quá mình không thấy rồi. Chỗ này không có xe đâu, vậy là lại cái đầu chỗ đường qua xưởng cơ khí thì có không biết ở đây. Hy vọng một niềm tin, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi anh em nhé. Rồi em yêu, cho em xin chiếc Lamborghini mà bằng khè test cái coi. Khui, à đây rồi anh em, đây biết chiếc xe này bỏ luôn cho rồi đi anh em. Đây đầu tiên chúng ta sẽ test thử hiểu âm thanh như thế nào anh em ơi. Úi da, âm thanh cũng như bình thường anh em, nó không có thay đổi ta. Âm thanh nghe bình thường anh em, nó không có thay đổi gì nhiều anh em nhé. Đây anh em mặc đẹp trai không, trời ơi xe bọc thép nha anh em ơi, đạn bắn cái là lủng luôn nha, thấu qua bên kia luôn ơi, bọc ghê không, bởi đâu bọc mới giữ chứ anh em à. Thôi chạy bò thôi, quả này mày gắn chạy bò vô được anh em, biết có thằng hoa đúp ở đây không nữa. Ui nãy giờ thằng nào đúp cổng trời này leo gan các kiểu là quá im luôn rồi anh em à. Giờ nó kiểu bây giờ nó vô đâu có trừ điểm ở đâu anh em. Hello chân chơi, đâu có đẹp trai đứng đây không cho em cán thưởng cái gì thương coi. Hello mấy bro, hello mấy chân. Ủa chân chơi, sao thằng này đứng buồn hiu vậy, giống AF cao vậy em, hay giống boss quá vậy. Đây nè, mình chạy mình còn thằng nữa, còn thí sinh đang chờ mình nãy giờ nữa ở đây rồi. À thấy mình chạy xe đẹp trai quá, chạy luôn rồi anh em ơi. Mày chạy đâu, đứng đây nãy bị thô. Đúng rồi, chạy ở đây đừng nhảy lên trên. Còn nó chạy đâu mất tiêu luôn rồi đây. Mấy thanh niên này tỉnh quá, em mới dùng hai nguyên cua nè. Ui quá trời quất nhau bên dưới lộn xộn kìa, trời ơi quất hứ luôn rồi. Khoan từ anh em ơi, để tôi
Để tôi quay đầu xe cái anh em ơi, giờ ngừng lại hai cái đó sớm mình không bị mệt anh em nhá. Bắn cái là ra game mới luôn nha anh em, để mình phải từ từ anh em, mà nãy giờ mới cán được có thằng cơ hoa kêu một hạ anh em nhá. Mình thấy sát thương các kiểu vô chiếc xe nó cũng giống như bình thường anh em, mới cán không có gì đó được gọi là hả chân anh em ơi. Họ di chuyển qua thôi, chuyển qua thôi. Dưới này khả năng cao được đông anh em, mình sử dụng khí với tháp đồng hồ khả năng cao được đông này. Biết cái này nó biết chơi mới ra lớp chuẩn nó đấm nhau nữa anh em ạ. Đây em đã quay lại một lại hại hơn xưa đây mấy anh ơi, trong thời gian chờ đợi đã chờ nó giờ đợi mấy anh ngủm thì cũng đã ngủm mấy người ơi. Hai thanh niên tính nhảy lên cục mày, tính dựng bom keo nữa hả mày, quá im luôn anh em ơi. Qua bản đồ chỉ còn có ba người nữa hả anh em ơi, giờ chúng ta phải từ từ anh em nha, mình sẽ cố gắng lấy cái top 1. À đây rồi, nhưng mà tụi này giống boss thế ta, nó vừa bắn mình mà lại nó vừa đéo bắn anh em ạ. Ui boss không anh em ơi, mày ở đây, ui thằng này boss hay người ta, mày ở đây bây giờ bắn đau vậy, ủa mày boss hay người vậy mày, thì bắn mình đau quá vậy đấy mà. Mày ở đây ra đây rồi còn thằng cuối cùng luôn, trời ơi anh em ơi chán quá anh em ơi, nên chết sạch chân luôn rồi đấy mà, trời ơi. Thôi chắc lẽ là clip mình cũng xin dừng luôn, còn thằng cuối cùng thì kiếm nó đâu ra đây anh em ạ. Cái này có ông kèo mới có không vậy, để mình cùng thử coi khả năng cao không có đâu, khả năng cao mình sẽ dừng video đây nha anh em ơi, còn thằng cuối cùng xa quá anh em, giờ không biết kiếm nó đâu luôn anh em nha.